Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác đã trở lại với Đồ Gỗ Sáng Trang. Hôm nay em Sáng sẽ chia sẻ tới các bác một trong những mẫu tủ zig zag, hay còn gọi là tủ cặp, tủ bày đồ vô cùng tuyệt vời, được cơ sở Đồ Gỗ Sáng Trang làm trên nền tảng đó là một chất liệu gỗ hương nào vô cùng cao cấp. Và hiện tại sản phẩm này vẫn còn để nguyên mọc. Em Sáng quay một cái thước phim video để giới thiệu cho các bác một trong những cái sản phẩm biểu tượng tinh hoa cho những dòng nội thất của Trung Quốc các bác ạ. Thì với những sản phẩm như thế này thì các bác biết rồi đấy, em Sáng đóng đa phần là thị trường Trung Quốc, hàng là hàng tháo lắp. Với những anh em khách nội địa thì em Sáng sẽ cho gắn hàng và sẽ hoàn thiện trả các bác. Thì em Sáng nói sơ qua về những mẫu sản phẩm như này. Thì trước mắt các bác, ví dụ đây là một cái mẫu tủ zig zag. Và mẫu tủ này có thông số kỹ thuật đó là 2, thực ra nó là 2 tủ nhé, nhưng mình ghép lại các bác ạ. Mình ghép lại bởi vì thường thường tủ zig zag ấy, hay còn gọi là tủ cặp ấy, thì thường thường mọi người làm nó có đôi có cặp các bác ạ. Thì với một thông số kỹ thuật tổng chiều dài của hai cái này, mỗi một thùng là 1m2 thì hai cái cộng lại là 2m4, và tổng cao từ mặt đất tới đỉnh của lóc kia là 2m30 các bác ạ. Và chiều sâu của một cặp này thì là sâu 35 phân các bác nhé. Đây, sâu 35 phân là tính từ mép cột tiền và tới mép cột hậu này các bác này. Đấy, tính từ mép cột tiền tới mép cột hậu là sâu 35 phân. Đây, hàng tháo lắp này, em Sáng xin nói cho các bác này, hàng tháo lắp là toàn bộ những chi tiết này, là những chỗ giáp mọng ấy, là em Sáng chưa gắn keo, để em Sáng tháo ra, em Sáng tiện cho việc vận chuyển. Đấy các bác ạ. Thì với những khách nội địa thì em Sáng nói rồi, tất cả những chi tiết này sau em Sáng sẽ cho gắn và sẽ hoàn thiện trả các bác. Thì với sản phẩm đồ gỗ thì tinh thần là em Sáng bao giờ thế, em Sáng sẽ quay từ lúc hàng còn mọc cho tới khi hoàn thiện. Thì với dòng sản phẩm, đặc biệt là những mẫu tủ zig zag như này, thì các bác mua về, các bác sử dụng những căn phòng. Thật ra thì với dòng tủ bày đồ này thì nó rất hay ở chỗ là các bác có thể kê bất kỳ một căn phòng nào được. Bởi vì sao? Cái chiều sâu 35 phân các bác có thể kê vào sát tường được các bác ạ. Thế nên là các bác có thể kê ở phòng khách, đấy, phòng bếp, thậm chí ở phòng ngủ hoặc là phòng trà, phòng đọc sách đều rất tuyệt vời, hoặc là phòng làm việc. Thì với chức năng của tủ này thì gọi là tủ bày đồ, thế nên là các bác sử dụng nó vô cùng tuyệt vời. Bằng dưới đây các bác ạ, bằng dưới này thì bao gồm này. Bằng dưới này bao gồm hai cánh các bác ạ, hai cánh, hai cặp là bốn cánh, và hai các bác ạ, đây ngăn kéo các bác đấy này, để em Sáng rút ra để các bác biết này. Đấy, ngăn kéo này thì em Sáng là chưa có chạy dây các bác nhé. Đây, em Sáng rút hết ra cho các bác nhìn này, hàng từ trong ra ngoài, đấy, rất sạch sẽ. Mọng mạng thì em Sáng đóng là đóng thị trường Trung Quốc, thế nên mọng các bác nhìn thấy này, toàn bộ mọng là đấy, mọng ngăn kéo đều chạy bằng mọng thẹp có răng hết các bác nhé. Đấy, hàng là hàng tháo lắp nhé, chưa gắn keo mà đã chắc như này thì các bác biết rồi đấy. Sản phẩm bên em đóng thì bao giờ thì trên tinh thần là thể hiện cái tinh hoa của dòng nội thất các bác ạ. Đây, em Sáng xin vỗ cả cánh để các bác nhìn này. Đây, đấy, cánh bên em làm này, toàn bộ mọng này, mọng liền hết. Thế nên các bác hết sức yên tâm, để nói về mọng thì các bác cực kỳ yên tâm về sản phẩm bên em Sáng làm. Bên trong rất chắc chắn luôn. Đấy, thì ở cái bằng dưới này thì bên trong này thì chỉ có hai cánh như này thôi, bên trong để chống các bạn. Bắt đầu từ bằng trên đây thì em Sáng bắt đầu mới chia đố. Đấy, chia ô đố, chia zig zag. Thì cái này tùy thuộc vào cái sở thích của mỗi người. Đấy các bác ạ, đây là zig zag theo hình là hình tròn các bác nhé, hình tròn. Thì mẫu sản phẩm này nó rất tuyệt vời, các bác có thể sử dụng, ví dụ như là các bác ở trên đây các bác có thể sử dụng, các bác kê tượng này, đấy, kê những bình hoa, kê những bình gốm, rồi thì đặt những cái quyển sách, nó rất tuyệt vời các bác ạ, thật sự là như thế. Sản phẩm thì bên em trên tinh thần là hàng từ mọc cho đến khi hoàn thiện. Gỗ hương nào thì các bác biết rồi đấy, có rất nhiều kiểu đấy, kiểu gỗ. Nó chủ đạo hai màu, đó là màu đỏ đen và màu vàng chanh. Thì đây, hai cặp tủ này em Sáng đóng là trên nền tảng chất liệu gỗ hàng thân của gỗ hương nào màu vàng chanh các bác nhá. Đấy, các bác thấy này, bốn cái cánh bên em Sáng làm đã đục và đục tứ quý. Đấy, tùng cúc trúc mai đục tứ quý. Cảnh là toàn bộ là bên em đục là đục cảnh tròn các bác ạ. Đấy, đục cảnh tròn các bác nhá. Xung quanh đều có chạy huỳnh, xung quanh chạy huỳnh hết các bác thấy này. Và bốn cái cánh này là cùng một cây gỗ. Đấy, nó giá trị ở những chỗ đấy. Cả bốn cái ngăn kéo các bác thấy này. Đây nhá, các bác thấy này. Đấy, ngăn kéo bên em Sáng này, bốn chiếc ngăn kéo đều giống nhau, cùng một cây gỗ xẻ ra. Thế nên là gì? Em Sáng vẫn nói rồi, hoàn thiện một cái sản phẩm đồ gỗ nội thất đẹp tuyệt vời. Nó thể hiện được cái tinh thần từ khi người ta làm mộc các bác ạ. Bởi vì hàng bên em Sáng làm hàng là đánh chân màu. Thế nên là cái việc lựa màu pha gỗ từ khi mà nó còn mọc như này nó rất quan trọng. Đấy các bác ạ. Thế nên là cái giá trị của sản phẩm thì mong các bác hiểu cho. Tại vì em Sáng làm nghề bao giờ thì em Sáng sẽ truyền tải những tác phẩm đồ gỗ đẹp nhất phục vụ quý vị anh chị em. Còn với cái thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị làm, thì các bác cứ qua tham khảo,
Nếu có duyên thì em Sáng xin phục vụ các bác. Các bác có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 081 703 5555 hoặc qua kênh YouTube Đồ Gỗ Sáng Trang để đăng ký kênh sớm nhận được những sản phẩm, những tác phẩm đồ gỗ mới nhất từ cơ sở bên em. Đây các bác này, thậm chí với mẫu tủ bày đồ này các bác mua về các bác có thể sử dụng, các bác sử dụng chắn phòng được, các bác chắn cái phòng giữa phòng khách và phòng ăn các bác ạ. Nó rất tuyệt vời ở chỗ là gì, ví dụ như từ cái khoảng cách đây các bác thấy này, từ cái khoảng cách từ mặt đất này lên đến tầm này là nó sẽ thoáng. Thế nên là các bác dùng để chắn phòng thì các bác có thể ngồi ăn cơm, các bác vẫn nhìn được ra bên ngoài các bác ạ. Đấy, đấy là với những cái ngôi nhà mà người ta chung cái phòng khách và cái phòng bếp, thì mọi người sẽ sử dụng những cái chiếc tủ như này để người ta chắn cái phòng. Nó tạo lên một cái không gian riêng tư giữa các phòng với nhau mà vẫn có cái vẻ đẹp, tính thẩm mỹ cao các bác ạ. Đây, tất cả các sản phẩm bên em làm là các bác thấy này, từ những khớp đố như này đều là có mọng liền hết các bác nhé, đều mọng liền hết, xà đố rất chắc chắn. Những cái mẫu tủ bày đồ như này, những tủ cặp như này, nó có một cái rất hay là cái người thợ đóng ấy, nó thể hiện cái năng lực đấy, năng lực của người thợ, đó là nó thể hiện được cái trình độ người thợ các bác ạ. Bởi vì những cái tủ này đóng nó rất nhiều chi tiết mà khi mình lên một cái sản phẩm nó phải cân đối các bác ạ. Đấy, bởi vì nó là tủ, nó là cặp, thế nên là cái tính cân đối nó rất phải chuẩn các bác ạ. Nếu như mình mà làm mẫu sai hoặc là mình làm không chuẩn ấy thì khi mà dựng một con tủ lên ấy thì nó có hiện tượng là nó đá nhau. Đấy, thế nên em nói các bác này, sản phẩm bao giờ vậy, bên em làm rất nhiều rồi chứ không phải là một hai sản phẩm nữa. Thế nên là cái việc mà truyền tải tác phẩm đồ gỗ đẹp thì rất mong các bác được ủng hộ và quan tâm. Ván thì toàn bộ ván là ván liền tấm hết các bác nhé. Đây, ván liền tấm này các bác này, ván liền tấm toàn bộ đấy, không ghép nữa các bác nhé, ván liền tấm. Cái con hàng này là con hàng là hàng đặt theo tiêu chuẩn Trung Quốc, bên em làm là làm để xuất khẩu thị trường các bác ạ. Thì đây là tiện là em đăng nào thế, em dựng hàng lên thì em quay một cái video và rất mong được các bác ủng hộ qua kênh YouTube Đồ Gỗ Sáng Trang, theo dõi kênh và mua những sản phẩm của bên em. Và một lần nữa chào thân ái.